Tình trạng thiếu dược chất phóng xạ đang diễn ra thành phố Hồ Chí Minh khiến cho người bệnh cần chẩn đoán điều trị ung thư mất cơ hội chữa trị sớm. Ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh đang đề xuất phương án đáp ứng các giải pháp để đảm bảo quyền lợi điều trị tốt hơn cho người bệnh. Đúng 8 giờ sáng, bà Nguyễn Thị Sáu có mặt tại khoa Y học hạt nhân bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 1 để tiến hành thủ thuật chụp PET sau hơn 1 tuần chờ đợi. Trước đó bà được chẩn đoán có khối u trong phổi. Như thế nào đó để mình có những cái mà đầy đủ dụng cụ để mà mình làm một chỗ. Chứ này mình chạy chỗ này, mình chạy chỗ kia, mình chạy chỗ nọ thì cũng rất là vất vả đó. Cũng như bà Sáu, nhiều bệnh nhân được chỉ định chụp PET để chẩn đoán, theo dõi điều trị ung thư, phát hiện bệnh tồn lưu hoặc tái phát. Tuy nhiên, hoạt chất phóng xạ lại được cấp nhỏ giọt từ đơn vị cung ứng là Bệnh viện Chợ Rẫy. Trung bình chỉ chụp được từ 7 đến 9 ca một ngày, mỗi tuần 3 ngày. Lượng đáp ứng chưa đến 1/3 nhu cầu hiện tại khiến tình trạng bệnh nhân chờ đợi ngày một tăng, dù bệnh viện đã có những chỉ định cận lâm sàng. Mỗi lần dược chất phóng xạ này, cái thời gian bán quỷ rất là ngắn, có khoảng 110 phút thôi, chưa tới 2 giờ. Thành ra cái lò mà cung ứng cái hoạt chất này phải bảo đảm làm sao trong vòng 2 giờ phải đưa tới được người bệnh. Và chúng tôi tính ra cái bán kính chỉ đạt chỉ khoảng 60 cây số thôi. Vì vậy thì khó lòng mà chúng ta có thể mua những hoạt chất phóng xạ từ các tỉnh thành ở Huế hay ở Hà Nội được. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận nhiều người bệnh ở các tỉnh thành phía Nam đang phải đến tỉnh thành khác như Huế, Hà Nội, thậm chí là phải ra nước ngoài để được thực hiện PET CT và điều trị bệnh. Điều này khiến chi phí thời gian điều trị của người bệnh gia tăng và ảnh hưởng đến chất lượng điều trị. Bàn về giải pháp trước mắt, Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện tiếp tục nhận chuyển nhượng hoạt chất phóng xạ 18F FDG từ Bệnh viện Chợ Rẫy và có thể chỉ định thay thế cho PET CT như chụp MRI, scan cắt lớp. Song song đó, Sở có kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ phối hợp thực hiện các thủ tục pháp lý để sớm đưa cơ sở sản xuất thuốc 18F FDG tại thành phố Thủ Đức đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu của các cơ sở khám chữa bệnh. Hiện nay thì thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đang xây dựng cái đề án là huy động nguồn lực xã hội trong đầu tư phát triển y tế trên địa bàn thành phố từ 2024 đến ngày 25 và những năm tiếp theo. Thì trong đề án này, Bệnh viện Ung bướu được giao chủ trì cái dự án đầu tư xây dựng lò cyclotron sản xuất nguồn đồng vị phóng xạ dùng trong y tế và dự án đầu tư xây dựng trung tâm xạ trị proton phục vụ công tác là tự chủ cái nguồn cung ứng cái dược liệu phóng xạ này. Thuốc phóng xạ chụp PET CT là mặt hàng đặc biệt quan trọng với một thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, cần phải có giải pháp lâu dài bền vững để việc điều trị bệnh được thông suốt, tránh việc người dân phải chờ đợi hoặc thậm chí ra nước ngoài chụp điều trị tốn kém thời gian và tiền bạc.